Chào mừng các bạn đến với Vietnam Nam Innovator. À, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn à, rất là khách mời rất là đặc biệt và Ngô Minh Hiếu và biệt danh là Hiếu PC. Bạn Hiếu là một trong những người mà cũng rất là trẻ tuổi và cũng rất là được biết đến với một số các cái lĩnh vực khác nhau nhưng mà đặc biệt là liên quan đến an ninh mạng. À, xin chào Hiếu. Dạ em xin chào anh và anh xin chào Vietnam Innovator. Rất là vui cao mặt tại cái buổi ngày hôm nay để chia sẻ về cái uh, câu chuyện về ngành an ninh mạng và cái dự án chống uh, lừa đạn trong đảng VN Hôm nay thì chúng ta cái mảng chính của chúng ta là sẽ nói về chống lừa đảo và ừ. những cái hoạt động của Hiếu cùng với cả đội đội ngũ của mình đang 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 làm. Tuy nhiên là uh, Hiếu cũng có một cái profile cũng khá là đặc biệt, thính giả cũng rất là muốn nghe làm sao mà mình có thể thay đổi, mà làm sao mình có thể đột phá, mình có thể là đổi mới được. Thì uh, nếu mà nói về cái đổi mới sáng tạo ở đây thì cũng có một phần nào đó trong cái lịch sử của Hiếu. Dạ. Thì uh, Hiếu cũng đã trải qua uh, rất là nhiều các cái trải nghiệm khác nhau. Khi mà về đây mình có kiến thức như vậy, thì bây giờ em đang xây dựng một cái là cái initiative của riêng mình là chống lừa đảo. Cái chống lừa đảo nó sinh ra như thế nào và tại sao mình lại lại yeah. đi làm cái việc đấy? Đó là cũng là một câu hỏi rất là hay, anh ạ. tại vì cũng rất là nhiều người thắc mắc là dự án nó bắt đầu từ đâu và, và tại sao em lại tâm huyết như vậy? Thực sự nó là một trong những cái phần tâm huyết, những cái dòng nhật ký uh, của em ở trong tù đấy. Ừ yeah thì trong tù thì em viết nhật ký rất là nhiều chắc cũng khoảng 7 cuốn nhật ký chưa Hơn... chưa công khai chưa công vâng. khai em chưa ừ. công khai trong nhật ký nó có rất là nhiều thứ từ uh, những cái uh, cuộc sống hàng ngày của mình ở bên Mỹ rồi những ai mình gặp được những bài học cuộc sống và những cái kế hoạch tương lai ừ. thì em vạch ra hết em vạch ra hết kế hoạch tương lai của em luôn ừ. từ từ lúc Tại vì em không em đôi khi là em cứ vặt ra thôi tại em cũng chả biết khi nào em về. Ừ. Đôi khi em tự nhủ bản thân thôi. Bây giờ mình cũng chả làm gì. Ở trong tù mình kinh đi học rồi mình viết nhật ký, biết đâu một ngày nào đó nếu được có một cái may mắn mình được về sớm thì mình có thể vận dụng được. Còn không thì thôi. Không ừ. thì thôi coi như là mình viết cho vui vậy để cho mình vận vận động đầu óc và mình giết thời gian. Thì cũng may mắn là em vận dụng lại được và cũng từ những cái cái cuốn nhật ký đó nó 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 vạch em một cái cái, cái cái con đường đi một cách rõ ràng. Ừ. đó là chính vì vì vậy mà khi em về ấy, là có vợ trong vòng vài tháng là em bắt đầu nhận việc làm ở trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đấy thì em mới tập hợp lại các anh em mà trong ngành IT trong ngành an ninh mạng thì mọi người thì rất là hưởng ứng. Đúng không? một số anh em thì ban đầu cũng rất là nghi ngờ ừ. đấy tại vì họ cũng chưa có kiểm chứng được họ cũng chưa đủ sự tin tưởng được thì em cũng hiểu mà ừ, ừ, nhưng mà sau đó thì um, là vì một thời gian thì bắt đầu cái từ từ bốn anh em ban đầu nha bắt đầu lên 10 bây giờ là ba mươi mấy bạn rồi ừ. là trong trong nhóm đều là những anh em làm việc không công hết <laughs> không có lương nhưng mà rất là nhiệt huyết à, đó. Ừ. À, anh em tất cả mọi người đều là là là, là, là rất là nhiều mảng về mảng kỹ thuật, marketing, truyền thông, rồi về lập trình viên, đấy ừ, thì ừ. mọi người đóng góp từng phần công sức nhỏ thì khi mà 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 em nhớ trong tù thì em có ghi rằng đó là em muốn bảo vệ cộng đồng, em ừ. muốn dùng cái kiến thức của mình, những cái kinh nghiệm mà ngày xưa mình làm chuyện xấu bây giờ mình áp dụng lại nhưng mà theo hướng tốt ừ. thì đó là lý do tại sao em làm cái dự án này và và em mới thấy rằng là khi em về Việt Nam đấy em cũng tự đặt tự đặt câu hỏi rằng là tại sao Việt Nam mình lừa đảo nó nhiều quá ừ. nó quá đi nhiều và em cũng hiểu một lý do là tại vì cái 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 cái, cái xã hội cái, cái 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 công nghệ đi quá nhanh rồi những con người đặc biệt là những người lớn tuổi họ chưa nắm bắt được họ chưa nắm bắt được cái sự chuyển đổi số đó ví dụ như bây giờ Đại trường hợp họ chỉ biết sử dụng app thôi có thể là họ chỉ biết sử dụng facebook họ là sử dụng mạng xã hội vân vân nhưng sử dụng những tính năng bảo mật những tính năng liên quan tới quyền quyền riêng tư của họ thì họ không biết đôi khi hỏi những cái người lớn tuổi đi như ba mẹ em hay là ba mẹ anh đặt mật khẩu ra sao ừ. đó cũng là một cái rất là khó đối với họ thậm chí là không biết chỗ nào để đặt mật khẩu đúng rồi đúng rồi anh à, đúng không mà cái nhiều người lại không tất nhiên là mình giới trẻ thì mình thấy cái chuyện đó chuyện bình thường rất là căn bản nhưng đối với những người lớn tuổi là một cái rất là khó ừ, đối với họ ừ. cho nên là họ cứ, cứ 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 suy nghĩ đơn giản thôi họ đặt mật khẩu đơn giản nào dễ nhớ nhất có <laughs> thể đấy đúng rồi đúng rồi anh à, đấy cho nên là đó là lý do tại sao mà nhiều người việt nam bị lừa và và tài khoản bị thường xuyên bị hack hoặc bị mất mất tài sản hoặc là mất thông tin thì em làm cái dự án này là để cảnh báo vừa đưa ra cảnh báo này và vừa ngăn chặn ừ. những cái trang web độc hại giả mạo và lừa đảo nhắm tới đặc biệt là chỉ nhắm tới người dùng việt nam mình thôi ừ. thì sức mình tới đâu thì mình làm tới đó chứ mình chứ thật ra thì ở trên thế giới này á, những cái dự án mà tương tự như như em đấy như chống lừa đảo đấy thì không thiếu rất là nhiều nhưng họ thì chủ yếu thì tập trung vào tiếng anh ừ. đã, những ngôn ngữ tiếng anh đấy thậm chí bên bên châu âu cũng vậy những nơi mà anh đã từng tới là đều có những cái dự án tương tự đúng nhưng rồi, mà đúng chỉ rồi. tập trung cho cái ngôn ngữ bản địa hoặc là ngôn ngữ tiếng anh là chính ừ. đấy chưa có ai quan tâm tới thị trường việt nam cả thì ừ. đó là lý do tại sao mà cái dự án ra đời Ừ. mà 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 khi ra đời xong thì em mới thấy là quá là nhiều những cái vấn đề phức tạp. Một ngày thì phải khó chặn ít nhất là 20%. Trang. Có những Trong ngày... Một ngày có ừ. những ngày cao điểm lên tới cả trăm%. Ừ. là kính thư các loại lừa đảo đủ thể loại. Cái này là chống lừa đảo thì thực ra là đúng là nếu mà nhìn vào cái bức tranh của bố mẹ mình chẳng hạn thì ví dụ như kiểu là riêng một cái lock của điện thoại là một cái cơ bản nhất gần như là vào được cái điện thoại là vào được rất là nhiều thứ thì đa số nó sẽ là password là bốn con không hoặc là sáu con một cho nó nhanh, để mỗi lần mở điện thoại cho nó nhanh mà còn không thì ngày sinh ngày tháng năm sinh của họ. Đấy, thì Đấy. thực ra là ví dụ như kiểu là mình sẽ theo dõi một người lớn tuổi một tí, thì theo dõi khoảng hai ba hôm là mình sẽ biết là cái password của họ là gì, đúng không? Thì nó rất là dễ. Thì cái việc này gần như là mình muốn ngăn chặn thì là cũng sẽ đến nó chỉ đến một cái mức nào đó thôi, nhưng mà liệu có cách nào mà nó có giải quyết được cái root cause? của việc này không? Bây giờ mình đã là dạng ừ. như là xây xây cái tường chỗ nào mà mình cảm thấy rủi ro thì mình xây tường lên nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều các cái nguồn nó khác nhau thì có cách nào mà có thể là bên chống lường đảo cũng có thể là anh em suy nghĩ về cái việc là mình sẽ giải quyết từ cái nguồn gốc của nó đúng rồi thì tụi em đang làm hai cách thì các các bạn các anh em đang đang làm trong chống lường đảo đấy là đang quyết tâm phối hợp với nhiều bên nhiều hãng công nghệ nhiều nền tảng online ừ. như là Facebook và những cái nền tảng mạng xã hội hoặc là những cái trình duyệt cũng như là các chương trình diệt virus thì khi mà khó chặn trên uh, chống lừa đảo đi ha thì tất cả các bên như là, là chương trình diệt virus nè trình duyệt web nè và 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 một số cái nền tảng mạng xã hội họ sẽ khó chặn dựa theo cái danh sách đen đó ừ. Ừ. một một cách nhanh nhất có thể đó là thứ nhất thứ hai nữa là 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 là, là, là em cũng đang Uh, mong muốn rằng là trong năm nay và bắt đầu lên kế hoạch để cho năm sau sẽ đi tới nhiều trường đại học hơn để mà chia sẻ với lại các bạn trẻ các bạn sinh viên về kiến thức an toàn tin ừ. sau đó để các bạn có thể về chia sẻ lại với lại gia đình mình ừ, ừ. với lại người thân của mình và cái hướng tiếp cận tiếp theo nữa là mong muốn làm sao có thể tiếp cận với lại những cái người lớn tuổi hơn thông qua những cái hội người người lớn tuổi hoặc là hội phụ nữ hay là những cái những cái hội của nhà nước để mà từ đó có thể đi tới đó mình ừ. chia sẻ ở nhiều tỉnh thành khác nhau đấy một cách thực tiễn thì tụi em thì làm làm slide trình chiếu cũng đã xong sẵn hết rồi ừ. quy trình cũng đã làm rất là nhiều nơi rồi thực ra thì lâu nay là cũng đã đi tới rất là nhiều trường đại học rồi cũng từ đó cũng có được những cái kinh nghiệm kinh nghiệm gặt hái được và cũng biết những cái gì mình cần phải chỉnh sửa để mà nó tốt hơn đấy thì em mong muốn rằng mang cái chương trình này nó lan tỏa hơn ừ, nhưng cái cái khó nhất của tụi em hiện tại á là về mặt kết nối thì cũng đang yếu thứ hai nữa là về mặt tài chính đấy, để mà hỗ trợ cho các bạn đi tới những cái vùng uh, các tỉnh thành hoặc là thậm chí là những cái vùng sâu vùng xa Tại vì những cái đối tượng lừa đảo thì họ thường nhắm tới là những cái người uh, làm công nhân này, hoặc là những cái vùng tỉnh thành vùng sông xa Tất nhiên thì trong tỉnh trong trong thành phố vẫn có nhưng uh, những cái người ở vùng sông xa thì họ lại chưa nắm được cái thứ nhất là họ chưa hiểu rõ được cái nguy hiểm khi bị lộ thông tin như thế nào ừ. thứ hai là họ vẫn chưa nhận biết được những trang web lừa đảo nó ra sao, đấy hoặc là ví dụ như một tin nhắn lừa đảo như thế nào ừ, để ừ. họ còn nhớ để mà còn tránh được nó giống như là uh, mình cho họ vaccine gì đấy để họ có cái sức đề kháng tất nhiên thì cái vaccine này nó sẽ nó 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 chỉ là tương đối thôi chứ ừ. không thể nào tuyệt đối được ví dụ như mình đi tiêm vaccine covid cũng vậy nó chỉ Điều được mà. một thời gian thôi chứ nó không thể nào mãi mãi được. Đó. Nhưng mà cái chống lừa đảo này thì ví dụ à, bây giờ đang uh, tưởng tượng những cái stakeholder hoặc là những cái uh, đối tượng mà đang em hướng tới để lan tỏa kiến thức lan tỏa một cái tinh thần và tư duy thì nó là từ các bạn trẻ sinh viên đại học có thể là học sinh đến Đúng các cái thế hệ là bố mẹ nhà, cha mẹ mình tuy nhiên thì là mỗi một người họ sẽ mỗi một cái gọi là một cái uh, cộng đồng họ sẽ tiếp nhận một cách khác nhau và cái, cái cách thức mà mình nói mà mình trao đổi và mình đưa các cái thông điệp thì mình sẽ cần phải thay đổi được. với các bạn trẻ, ví dụ như uh, các khán giả của Ra thì chắc là sẽ dễ hơn. Nhưng mà bây giờ em ví dụ hình dung ra là uh, đang đứng trước một cái cộng đồng khoảng 100 các uh, các bác các ông bà uh, hội uh, hội người cao tuổi chẳng hạn. Thì bây giờ mình có 5 phút với họ thì mình sẽ nói như thế nào để họ có thể hiểu được luôn về cái cái sự cần thiết của cái những cái thông tin kiến thức này. Thường thì tiếp cận từng lứa tuổi sẽ có những cái cách trình bày khác nhau ví dụ như những người lớn tuổi thì mình phải hiểu rõ được cái tâm lý của họ như thế nào là thứ nhất thứ hai nữa là những cái app nào mà họ thường xuyên sử dụng chứ mình không có thể nói là lên tin lan tan được ví dụ như thường những người lớn thì họ hay sử dụng facebook này zalo này đấy là hai cái chính thì mình chỉ tập trung vào cái đó thôi chứ mình không có thể nói nào là họ là phải sử dụng chương trình diệt virus này virus kia thì ừ. nhỏ như vậy họ sẽ không hiểu là thứ nhất thứ hai nữa là nó quá rắc rối để mà họ nhớ cho nên là tụi em ví dụ như sau này có tiếp cận được những cái thành phần người lớn tuổi thì ta tập trung vào những cái nền tảng mạng xã hội chính mà họ để sử dụng ừ. và đặt và tin nhắn sms văn bản vì tại vì nó có liên quan tới tài khoản ngân hàng đấy ừ. Ừ. thì 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 mình sẽ hướng dẫn cho họ là nào là đặt khẩu làm sao cho an toàn Thứ hai là bật chế độ bảo mật hai bước. Ví dụ như có thể là liên kết với số điện thoại hoặc là sử dụng qua một cái app thứ ba như Google Authenticator. Ừ, đấy ừ. thì mình sẽ hướng dẫn cho họ rồi đồng thời ví dụ như là đặt bật những cái tính năng mà mang tính tăng cái quyền riêng tư của họ hơn. Ví dụ như là không cho hiện danh sách bạn bè nè, ừ. không cho hiện số điện thoại nè, hoặc là email, đấy thì mình sẽ hướng dẫn họ bật những cái tính năng đó lên à thế nghĩa là mình cũng sẽ gần như là hand holding và hướng dẫn từng dạ. bước nhỏ như vậy một nghĩa là trong dạ. cái phần setting của các cái social media Đấy, mình đặc biệt là đối với ừ. là những người lớn tuổi còn những cái bạn trẻ thì nó sẽ bao quát hơn nó sẽ ừ. rộng hơn tại vì các bạn chỉ cần nắm được cái kiến thức căn bản thì các bạn tự mày mò được các bạn ừ. trẻ thì ừ. nó dễ chỗ đó yeah. hiện tại thì với những cái hoạt động kiểu như này của các anh em chống lừa đảo thì ở Việt Nam thì anh cũng đừng biết là bọn em cũng đã có một số các cái đối tác của mình cùng tham gia, cùng đồng hành rồi. Thì không biết là khi mà mình đến gặp các cái đối tác của mình thì cái họ tiếp nhận những cái hành động, những cái hoạt động này của chống lừa đảo như thế nào? Dạ thì ban đầu thì khi mà để được hợp tác với lại những cái hàng lớn đấy thì tụi em phải chứng minh được chống lừa đảo là, là là phải chứng minh được là mình đang làm tốt và đảm bảo được cái việc mình xác thực những cái trang web, những cái đường link độc hại là đúng ừ. và không có sự can thiệp nào khác từ bên ngoài. thì sau một thời gian tụi em hoạt động cỡ 6 tháng đấy, thì mới bắt đầu là nhận được những cái tín hiệu tốt, ừ. bắt đầu là từ bên nước ngoài một cái công ty nhỏ của bên Google đấy nó gọi là Virus Total, ừ. thì bắt đầu hợp tác với tụi em thì kể từ đó là những cái đối tác khác bắt đầu là mình đi liên hệ với họ nó cũng rất là dễ dàng hơn. Ừ, ừ. đấy. Thì từ đó thì tụi em mới được sự tin tưởng của những cái hãng lớn hơn. Ví dụ như là Microsoft nè, Opera nè, Kaspersky, ừ và 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 và, và thậm chí là Twitter. Rồi uh, sau đó thì tới thị trường Việt Nam thì tụi em hầu hết là những cái công ty Uh, công ty về chuyên về an ninh mạng hàng đầu tại Việt Nam đây, như là Viettel Cyber Security là một công ty thuộc dạng top 3 ở Việt Nam mình, ừ. đấy thì bắt đầu hợp tác mới gần đây chắc trong vòng 2 tháng nay ừ. thì hỗ trợ chia sẻ dữ liệu và đồng thời là đưa ra phương án để mà ngăn chặn kịp thời nạn lừa đảo trên không gian mạng, ừ. đấy thì cái nó cũng tất cả cái gì nó cũng phải có quá trình quy trình của nó và khi làm thì thường là họ cũng có một số ràng buộc ví dụ như là phải đảm bảo được cái sự minh bạch mang tính chuyên môn là mình phải đảm bảo được những cái trang web mình đang đánh, đánh giá nó phải đúng theo cái tiêu chuẩn của họ ừ, ừ. chứ tại, tại vì là nhiều người cũng thắc mắc là tại sao mình không xử lý hàng loạt hoặc là tự động được em mới nói với họ là nếu mà tự động đấy thì cái độ sai lệch chắc chắn sẽ có ừ. mà khi trong cái ngành an ninh mạng này đặc biệt là trong cái mạng uh, ngăn chặn và đánh giá các trang web độc hại đấy nó rất là nhạy cảm ví dụ như một ngân hàng uy tín đi bị mình đánh giá sai là mình sẽ gặp ừ. rất là nhiều rắc rối thứ nhất là về mặt uy tín bị suy giảm thứ hai là về mặt pháp lý thành ra là tất cả ví dụ như tụi em có áp dụng công nghệ máy học hay là công nghệ trí tuệ nhân tạo đi dùng để phân tích đánh giá sàng lọc hết tất cả những trang web nhưng vẫn phải qua xử lý bằng tay hết ừ, cuối cùng ừ. để mà xếp loại phân loại và đưa vào danh sách đen chứ cứ thấy cái trang này nó cũng đưa vào là xong coi như là là là, là là mình sẽ mất hết các mối quan hệ thậm chí bên nước ngoài và bên Việt Nam. Ừ. Các công ty tập đoàn lớn họ đều làm xử lý như vậy. À. Thậm chí Google, Google đều xử lý bằng tay hết. Nghĩa là hiện tại thì là mặc dù mình nói đến chuyển đổi số rồi là các công nghệ rồi AI các thứ thì <laughs> nói rất là nhiều. Tuy nhiên ở đây thì cái cái lĩnh vực này nó vẫn đòi hỏi một cái sự à, kết hợp chính xác, giữa công chính xác nghệ cao. và và con người. Yeah nếu mà chúng ta nói về con người thì anh cũng rất là tò mò tại vì là cũng từng làm công ty công nghệ và cái sự thiếu hụt nhân sự trong cái ngành công nghệ nó luôn luôn là một cái câu chuyện rất là lớn mặc dù là Việt Nam mình cũng có rất là nhiều trường đại học rồi là hàng năm có hàng chục nghìn các bạn IT engineer ra ra trường tuy nhiên là để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường hoặc là kể cả kể cả, cả khu vực chẳng hạn hoặc thế giới thì gần như là mình đang chưa hoàn toàn đáp ứng được nhưng mà nói riêng về ngành an ninh mạng hoặc cyber security này thì nó còn thiếu hụt hơn rất nhiều nữa thì không biết là để em đảm bảo mở rộng được và scale được cái cái dự án chống lừa đảo này. Công nghệ thì mình không nói rồi thì là scale với cả replicable của mình làm được. Tuy nhiên là con người nó vẫn là đòi hỏi có sự có sự có mặt của con người đấy. Thì làm sao mà mình đảm bảo được cái nguồn và làm sao đảm bảo được cái trình độ kiến thức để làm sao yeah. lan tỏa được nhanh. Thì hiện tại là tụi em là nhóm hiện tại là đang sử dụng sức mạnh cộng đồng mà đó cũng là cái mục tiêu mà em cũng từng ghi trong cái cuốn nhật ký của em là Làm gì nếu mình có sức mạnh của cộng đồng Thì mình sẽ làm được Nếu mà muốn đi 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 nhanh thì mình đi một mình Nhưng mà muốn đi xa thì phải đi cùng nhau ừ. Đấy. Cho nên là em mới thấy rằng là khi mà em làm cái dự án này Là mang tính cộng đồng Mọi người cùng nhau bảo vệ Tính tới nay thì cộng đồng chống lừa đảo của em Là cũng gần 300 bạn 300, 300.000 thành viên còn thành viên chủ cột thành viên chính thức đó thì uh, cỡ hơn 30 người ừ. nhưng mà cộng đồng mà cùng tham gia bảo vệ nhau đấy thì cỡ khoảng 300.000 người những người này là họ sẽ uh, trao đổi lẫn nhau nè hỏi nó họ có thể lên trên group Ví dụ như tụi em có group ở trên telegram thì tất cả mọi người có thể chia sẻ ví dụ như có thể hỏi là ô tôi mới nhận được tin nhắn này các bạn có thể coi giùm tôi là cái tin nhắn này có phải lừa đảo hay không ừ. lúc đó sẽ có cộng đồng vào <laughs> chị luôn ừ, ừ. tụi em may mắn bây giờ là tạo được cộng đồng khá là ổn mọi hầu như là admin hay là người quản trị viên bây giờ cũng khá là nhàn ừ. tập mọi người bây giờ cũng khá là có kiến thức rồi đã vào cộng đồng chống lừa đảo thì hầu như mọi người là là bắt đầu là có cái nhận thức ừ. Thì ít nhất là dù em thì cũng có mang được cái nhận thức cho ít nhất được, được 10.000 người Ừ. đấy thì từ 10.000 người ở trong cái 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 trong cái khoảng 300.000 người đó thì 10.000 người thì họ sẽ đi lan tỏa và họ sẽ giúp những cái người khác đấy có thêm kinh nghiệm có thêm cái ừ. thì những cái người này họ sẽ báo cáo lại họ kêu là cái trang này lừa đảo đi họ là cái tin nhắn này lừa đảo đi xong rồi cái tụi em hàng ngày sẽ coi lại xem ừ. xét lại sau đó mới đưa vào danh sách đen mà sau khi đưa vào xét đèn là 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 hầu hết là những cái một vài cái trình duyệt hiện đang hợp tác với tự bên em đấy hoặc là những cái chương trình diệt virus đấy. họ sẽ khó chặn theo cái đó. Tôi rất là tò mò về cái việc này, ví dụ như kiểu là với tốc độ hiện tại, với những con số hiện tại mà dạ, ba mươi anh em đang làm thì để mình có một cái thị trường online hoặc là thị trường thị trường gọi là digital mà nó sạch sẽ thì theo được. em thì chúng ta sẽ cần phải bao, có bao nhiêu người để có thể là <laughs> hỗ trợ được em nghĩ thì um, cái vấn đề mà tụi em đang nhận thấy rõ nhất á là làm sao hỗ trợ được những nạn nhân nói chung là những người làm sao họ tránh được cái việc là họ sẽ chuẩn bị lừa chuẩn bị chuẩn bị 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 lừa đảo đấy thì tụi em đang kết hợp với một số bên liên quan tới pháp lý chuyên về luật ở việt nam mình ừ Để, như là thư viện pháp luật thì họ có đội ngũ thì họ mới cung cấp cho bên em là một cái số điện thoại tổng đài của bên họ và một cái email riêng thì chuẩn bị trong tuần này là sẽ công bố cho tất cả mọi người biết là khi ai gặp vấn đề vì gì mà liên quan tới các vụ lừa đảo mà không biết làm như thế nào thì đây có số điện thoại có thể gọi, có email có thể email ừ, ừ. là sẽ được hỗ trợ miễn phí về tất cả về mặt pháp lý. thì như em nói đây là mình đang kết hợp sức mạnh cộng đồng. Ừ, ừ. chứ thực ra thì đầu gũ của tụi em thì có ba mấy người thôi. bây giờ muốn scale ra muốn mở rộng ra thì phải đi hợp tác. <laughs> ừ, ừ. thì có nghĩa à, là à, nếu mà để mở rộng thì à, gần như là cái đội 30 người đó gần như là sẽ không cần phải nở ra, dạ nhưng không. mà là cái cộng đồng cộng đồng sẽ phải nở ra. Và cộng đồng đây thì không không chỉ nói đến các cái cộng đồng là chuyên gia về an ninh mạng nhưng mà đây là có các cái dịch vụ pháp luật này, có ừ. thể là sẽ có bảo hiểm, này, có thể là có những cái bên khác nhau có thể tham gia vào cùng. Yeah. Ừ. Thật ra là cái câu chuyện cộng đồng thì trước đây cũng có rất là nhiều các bạn à, trong ngành blockchain rồi là crypto rồi các thứ thì chỗ đấy thì gần như là một trong những công việc chính là sẽ có một community manager xây dựng cộng đồng, ừ, thì xây dựng cộng đồng <laughs> mà cái việc xây dựng cộng đồng nó không hề dễ khó à, với cả các cái dự án blockchain rồi crypto thì là ừ. mấy dự án mới chẳng hạn thì nó sẽ khó rồi nhưng mà anh cũng được biết có một số các công ty rất to họ cũng muốn xây dựng cộng đồng nhưng mà không thể nào mà có đủ sức và không có có, có thể là chưa có cái kiến thức hoặc là có một cái gì đó gắn kết để có thể xây dựng một cái cộng đồng được thế thì em có thể chia sẻ thì làm sao mà mình có thể là xây dựng được một cái cộng đồng 300 ngàn người mà vẫn theo mình và vẫn hoạt động hàng ngày được? Nói chung là em cũng may mắn là ở chỗ là khi mà mình um, thông qua những cái cái bài báo nè, thông qua tivi nè, thì họ cũng biết tới nhóm chống uh, lừa đảo. Thực ra thì tụi em thì cũng làm khá là nhiều những cái event sự kiện đấy, để mà nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cộng đồng đấy. Rồi từ đó thì họ cũng tin tưởng và giữ cái, cái 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 mối quan hệ đó à, để mà tham gia cái cộng đồng nó được phát triển hơn. Thì như cái, cái cái xây dựng cộng đồng thì như anh nói nó cũng tốn thời gian rất là nhiều. Em thì xây dựng cái cộng đồng này chắc cũng gần 2 năm đấy, nha. Ừ. Yeah. Còn riêng cái cộng đồng ở, ở một số cái nền tảng mới như là Telegram đi. Thì Việt Nam mình bắt đầu cũng nhiều người sử dụng đấy. Thì tụi em cũng xây dựng được cũng hơn 10.000 người rồi. Ừ, thế ừ. là 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 cũng trong vòng 6 tháng. Yeah. Ừ. À, đã có bao giờ em đã ngồi và nghĩ về một cái việc là khi mà mình đã có cộng đồng đấy rồi tại vì việc xây dựng cộng đồng không phải là dễ thì hai anh em đều confirm rồi. Yeah. nhưng mà khi mà mình đã có một cái cộng đồng như vậy rồi là 300.000 người thì mình sẽ có một cái trách nhiệm rất là cao. thế thì khi mà em có thể bây giờ nếu mà ngồi mà Reflect lại thì thực ra là mình đang có trách nhiệm với 300.000 người đó. Đúng rồi. Để mình là người đưa họ vào và cả mình là người các cái cung cấp đào tạo rồi là trao đổi. Em có cảm thấy bị áp lực không khi mà biết là mình đang đằng sau mình đang có một cộng đồng 300.000 người và nó sẽ nở ra thêm. Yeah. Thì có bị cái áp lực về công việc hay là về cái phát ngôn của mình rồi là về các cái hoạt động của mình thì liệu có bị bị nặng nặng áp lực không? Dạ yeah, thì thực ra thì cũng cũng có và cũng không đấy. Thực ra thì cũng may mắn là cũng có một vài bạn cũng hỗ trợ, một vài bạn quản trị viên bạn hỗ trợ xây dựng cộng đồng và một số thì uh, uh, chạy những cái chương trình event đấy để mà cộng đồng có thể hưởng ứng và tham gia. Em thì cũng thường xuyên đưa ra những cái cảnh báo trên Facebook, trên mạng xã hội. Ví dụ như cảnh báo về lừa đảo hoặc là những cái Uh, bài thống kê về những cái hoạt động lừa đảo mới trên không gian mạng đấy ừ. để mọi người có thể cảnh giác hơn thì đôi khi thì mình cũng phải cân nhắc rất là nhiều thì mình cũng phải biết cái nào mình nên chia sẻ cái nào mình không thì thật tạ ra tại tạ vì làm cái ngành này nó cũng khá là nhạy cảm đó nè đấy ví dụ đặc biệt là liên quan những cái gì về blockchain đi hơn đấy nếu mà chia sẻ không đúng thì cũng rất là mệt ừ, đúng rồi đấy thì thành ra là họ lại kêu mà là mình lại cướp đi miếng ăn của họ hay là như thế nào đấy cho nên là, là là, là tụi em cũng phải đôi khi bây giờ là cũng khá là cân nhắc trong cái việc đăng bài ừ. đấy, hạn chế rất là nhiều đăng bài viết và 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 chỉ chia sẻ những cái gì nó thiết thực nhất và theo số đông nhất mặc dù biết rằng là 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 khi làm cái này thì đôi khi là tụi em cũng vẫn thường xuyên nhận được những cái tin nhắn này những cái email uh, chửi bới và 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 thậm chí là đe dọa luôn đấy ừ, ừ. thì tại vì mình đang đi đá đồ chiến cơm người khác mà đúng rồi, đúng rồi. cho nên là đôi khi là họ cũng rất là ghét ừ. họ cũng lên trên mạng họ chửi rồi họ bắt đầu lôi cái chuyện cũ của quá khứ của mình đó ừ, của em ra ừ. để mà họ nói này nói kia nhưng mà thực ra cái đó là một cái điều nó sẽ xảy ra và em cũng đã đón trước được rồi Ừ, thì mình chấp nhận thì mình mới đi theo cái cuộc chơi này được. Nếu mà em tưởng tượng là những cái gì mà em đã làm được đến bây giờ là được khoảng 2 năm rồi đúng không? Nghĩa yeah. là cái hoạt động này, cái chống lừa đảo là anh em đã bắt đầu có ý tưởng và triển khai là được 2 năm. Yeah. À, cái này thì là đúng là những câu nói vừa rồi của em là nếu mà muốn đi nhanh thì đi một mình còn nếu mà muốn đi xa thì đi cùng nhau. Thì à, có vẻ như đây là một cái câu chuyện đi xa rồi. <laughs> đi xa. Thế nếu mà đi xa thì bây giờ em hình dung cái chống lừa đảo nó sẽ là như thế nào? Nó sẽ là cái gì trong trong tương lai? tụi em thì cũng có lên cái kế hoạch uh, dài hơi hơn cái roadmap, tại vì mình đi gặp đối tác bên đứng ngoài đấy, ừ. hay mà kết hợp với nhiều bên đấy, là mình phải có một cái profile tốt, mà mình phải vạch ra được những cái con đường mình sẽ đi như thế nào, thì tụi em thì cũng đã vạch ra được một số cái điểm chính, thứ nhất là phát triển về mặt truyền thông nào, ừ. làm sao mọi người biết thêm về dự án trong thời đạo nhưng cái quan trọng ở đây là làm sao mọi người tiếp cận được những cái thông tin như video nè hình ảnh nè những cái nội dung mà chống lừa đảo và các mọi người tạo ra để cho mọi người biết thêm về những cái hoạt động lừa đảo trên không gian mạng để mà cảnh giác hơn thứ hai nữa là uh, tìm kiếm những cái đối tác tiềm năng để mà họ hỗ trợ chia sẻ dữ liệu kết nối dữ liệu với nhau để mà bảo vệ cộng đồng được nhanh và hiệu quả hơn như sắp tới thì em sẽ hy vọng là sẽ được hợp tác với Facebook ừ. thì như đấy như vậy thì em mới có thể hạn chế được những cái Nhạc lừa đảo trên Facebook nó nhanh và kịp thời được. Ừ. Đó thì vẫn đang trong cái quá trình nói chuyện. Rồi cái thứ ba nữa là uh, trong năm 2025 và hy vọng là sớm hơn là 2024 đấy là sẽ uh, là một cái tổ chức uy tín được tín nhiệm tại Việt Nam với cái nguồn cơ sở dữ liệu mà nó liên quan tới các nạn lừa đảo trên không gian mạng ừ. để mọi người à, có thể sử dụng đặc biệt là các tổ chức tài chính này là họ có thể dùng cái dữ liệu này để mà ừ. họ bảo vệ khách hàng của họ ví dụ như là ngân hàng các tổ chức tín dụng Vâng, vâng. làm sao bảo vệ được người dùng một cái cơ bản nhất là ví dụ lấy ví dụ của bố mẹ mình chẳng hạn là sử dụng một số các cái app như kiểu là Facebook rồi Zalo rồi Viber rồi có thể vài một cái vài cái app khác nữa thôi thì liệu mình có giải quyết được vấn đề bằng cách là mình chỉ làm việc hợp tác với cả những công ty chủ của những cái app đó thì nếu mà nói tóm lại ở cái góc độ không gọi là không phải là người chuyên gia nhé nếu mà mình làm việc với cả VNG làm việc với cả Meta làm việc với cả các bên Viber chẳng hạn mà mình sẽ bắt tay với họ thì như thế là đã đủ an toàn cho những người lớn người cao tuổi chưa? Tất nhiên là chỉ để mang tính tương đối thôi. Tại vì những cái uh, hội nhóm lừa đảo những cái đội lừa đảo bây giờ họ rất là tinh vi. Ví dụ như là một cái trang web có thể là bị khóa chặn trong vòng vài tiếng đi, trong hai là trong ngày. Nhưng mà trong vòng khoảng một hai tiếng sau là lại có một trang mới với cái phương thức lừa đảo y hệt như vậy cho nên cái việc khó chặn nó chỉ là mang tính tương đối ở chỗ là mình ngăn chặn được một phần nào đó đối với những nạn nhân nào có thể xảy ra ừ. còn những cái trang web mới thì tất nhiên là mình phải tiếp nhận và thường xuyên theo dõi đấy giám sát đấy thì mình mới nắm bắt được kịp thời ừ, ừ. nhưng mà mình phải chiến đấu liên tục tại vì mình không chiến đấu thì bọn chúng nó sẽ cứ cái bọn lừa đảo đấy nó sẽ cứ tiếp tục Ừ. cái hình thức đó cái làm sao là mình phải làm cho những cái bọn lừa đảo cảm thấy mệt cảm thấy không hiệu quả trong cái việc lừa đảo ví dụ như đi lừa tại phòng ngân hàng đi hơn ừ. ví dụ như mới uh, gửi đường link lừa đảo trong vòng vài tiếng sau cái, cái bị khó bắt được thì nhiều lần như vậy thì sẽ nạn và sẽ chuyển hướng sang đi lừa cái khác hoặc ừ. là bỏ cuộc luôn đấy tại vì đầu tư phải có đầu tư mà ừ. Ừ. cho nên là làm sao mình phải xử lý nhanh và 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 hy vọng rằng với cái sức mạnh cộng đồng đấy là cộng đồng sẽ báo về sớm ừ. càng sớm càng tốt để mà 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 xử lý kịp thời không biết là hiện tại theo cái dữ liệu của bên em thì là những cái hình thức lừa đảo nào đang được phổ biến nhất và chúng ta cần phải cảnh giác nhất một số cái loại hình lừa đảo đang phổ biến nhất hiện nay là lừa đảo uh, lấy cấp tài khoản ngân hàng là gửi qua những cái tin nhắn giả mạo thương hiệu SMS brand name y hệt với lại tên của ngân hàng luôn. Ừ. Thì khi nhận được thì người dân cứ nghĩ là từ tin nhắn từ ngân hàng. Nhưng mà khi uh, nhận được cái đường link thì đường link nó không phải. Ừ. Nếu mà để ý kỹ thì sẽ không phải. Ừ. Nhưng mà một người không hiểu về công nghệ hoặc là low tech đấy thì họ nhìn thì họ lại bị đánh lừa. Ừ. Và khi vào thì họ đăng nhập là họ sẽ bị chiếm đoạt tài sản. Ừ. Thứ hai nữa là dễ danh cơ quan chức năng như công an để mà gọi điện thoại đe dọa, ví dụ như có thể là liên quan tới pháp lý hay là như thế, để mà đe dọa làm cho nạn nhân sợ hãi và chuyển tiền cho bọn lừa đảo đó. Thứ ba nữa là giả danh các trang thương mại điện tử, các uh, các nhãn hàng uy tín để mà làm ra những cái trang cộng tác viên, người ta gọi là cộng tác viên lừa đảo đấy. Ừ. Đấy, thì tiện dụng rồi các kiểu nhưng mà thật ra thì không phải. Họ đều làm giả hết toàn bộ giấy phép kinh doanh nè Rồi những cái con dấu họ đều làm giả hết ừ. Hình ảnh, avatar, profile Của những cái người mà liên hệ với họ đấy đều là giả mạo hết ừ. Thì khi mà nhận được những cái thông tin như vậy Thường là sẽ thông qua tin nhắn nè Thông qua Facebook nè Hoặc là thậm chí thông qua uh, Những cái app ứng dụng thương mại điện tử Ừ Đấy. làm cho người 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 nhận được cái tin đấy họ bị đánh lừa rồi họ tham gia họ đầu tư và họ trở thành nhân viên của ừ. công ty ừ. ảo đó ừ. Ừ. và sau đó thì họ bị mất khoản tiền rất là lớn thường thì cái cái số tiền mất trong những cái vụ lừa đảo cộng tác viên thì nằm tầm ít nhất là năm mươi triệu ít nhất là 50 mươi triệu, ít nhất là 50 triệu. Ừ. có những người bị lừa lên tới bốn năm trăm triệu thứ tư là nạn lừa đảo vay tiền tín dụng đen ừ. Đấy. thì những cái người này đa phần là họ vô đức vô 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 một cái bước đường cùng rồi họ rất là khốn khổ thì họ cũng còn tiền thì họ vay họ lên trên mạng họ kiếm những trang web vay tiền tại vì nó dễ mà vay tiền không có tiền trả rồi số tiền nó ví dụ như vay 2 triệu qua ngày sau có thể là hai triệu rưỡi hoặc là qua tuần sau có thể là 4-5 triệu, sau ừ. thì nó cứ tăng lên double double gấp đôi vậy này. Ừ. thì uh, những người này thường là sao họ sẽ bị bôi nhọ danh dự, uy hiếp tinh thần và thậm chí là còn bị uh, nói chung là là bị bị quấy rối, quấy rầy những, những những cái người thân xung quanh, rồi thông tin cá nhân của họ bị rao bán cho những cái kẻ rửa đạt khác rồi thứ năm cái 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 cuối cùng đó là lừa đảo giả mạo nhà mạng để mà ví dụ như nâng cấp lên sim 4 g ừ. hoặc là giả mạo là cái sim của nạn nhân có thể là bị khóa trong vòng 2 tiếng hoặc là 3 tiếng gì đấy để mà cái người nạn nhân đó họ bị hoảng lên họ làm theo những cái cú pháp của cái kẻ lừa đảo đó thì những cú pháp này có thể là nó sẽ chuyển từ cái sim thật sang e sim ừ. và từ đó là cái số điện thoại đó bị nắm giữ và bị điều khiển bởi kẻ lừa đảo hoặc là ví dụ như là khi mà kẻ lừa đảo họ khai thác được thông tin cá nhân danh tính của một cái người nạn nhân đấy họ có thể ra trực tiếp cái ví dụ như là cái nhà mạng mà họ đang sử dụng đi để mà họ làm lại ừ. cái số điện thoại mới Tại vì thông tin cá nhân bây giờ rất là rẻ Chỉ tốn 99 cent thôi Có nghĩa là cỡ khoảng 22.000 đồng Việt Nam Cho một thông tin Mà thông tin đơn giản lắm Biết số điện thoại một người nào đó sẽ bấm ra hết ừ. Lấy được hết toàn bộ thông tin cá nhân Rồi từ thông tin cá nhân đó Là cái bọn lừa đảo sẽ tìm hiểu thêm Và bắt đầu là thực hiện những cái hành vi lừa đảo thì khi mà 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 bị mất cái sim điện thoại cái số điện thoại bây giờ nó rất là nguy hiểm tại vì hầu hết những cái số điện thoại bây giờ là là liên kết với tài khoản ngân hàng nè, tài khoản email nè, tài khoản mạng xã hội thì khi mà đã nắm được cái đó thôi nó giống như là một cái chìa khóa mở ra hết tất cả đúng là năm cái này thì nếu mà nghĩ ra thì gần như là ai cũng sẽ đã gặp phải hết rồi nếu mà kể cả mình là cẩn thận đến mấy thì mình cũng sẽ gặp đúng những mà. cái trường hợp này hết Tuy nhiên là đúng là như em nói là cái số điện thoại hoặc cái sim nó là một cái quan trọng tại vì là hiện giờ là mình là một người consumer hoặc user thôi thì cũng thấy là gần như là chỗ nào mình cũng sẽ phải có số điện thoại và làm cái gì là cũng phải có số điện thoại hết. Bây giờ làm sao mà ví dụ như kiểu là một cái tư vấn từ em là mình cần phải làm gì một cái cơ bản nhất cần làm gì để mình bảo vệ được cái số điện thoại hoặc cái sim của mình. Ra nó là một câu hỏi khó đấy. Nhất là quá là nhiều nguồn lộ lọt thông tin dữ liệu rồi như theo báo cáo của bộ công an đấy ừ. là phải 2 phần ba thông tin danh tính dữ liệu của người việt nam mình bị mất và đã và đang được rao bán trên các diễn đàn hacker mình á, thường là chỉ có một số điện thoại di động và sử dụng lâu dài nhưng mà muốn bảo vệ được cái số đó thì phải bảo vệ ngay từ ban đầu còn mà muốn bảo vệ bây giờ thì phải mua một số mới thì mình có thể là mình dùng cái số điện thoại đó cho những cái đăng ký trên mạng, trên online Đấy, giống như là một cái sim thứ hai Chỉ dành cho những cái việc đăng ký linh tinh thôi Ở trên ừ. mạng xã hội Còn khi mà ví dụ như giao dịch, làm ăn, mua bán Thì có thể sử dụng số chính của mình Đó là, đó, đó là những, những người cẩn thận ừ. Ừ. Đấy, Thì mình sẽ tách biệt ra giữa công việc và cá nhân thì mình có thể là sẽ mình quản lý được mình sẽ tránh được rủi ro một phần nào và một điều nữa là khi sử dụng số điện thoại đi không tất nhiên là bây giờ nó liên kết với lại tài khoản ngân hàng đúng không? ví điện tử email hay là tài khoản mạng xã hội khi mình đăng ký sử dụng những cái tài khoản online như vậy đấy thì mình cũng nên sử dụng những cái tính năng bảo mật của nó kèm theo ví dụ như là bảo mật hai bước đặt trường hợp bị mất cái số điện thoại đi thì kẻ xâm nhập hay là tin tặc vẫn không vào được, ừ, tại vì còn cái bước uh, cái mã hai bước mà mã hai bước này bắt buộc là phải dùng sử dụng cái phần mềm thứ ba ví dụ như là Google Authenticator đấy. Còn những cái người nào mà cẩn trọng hơn nữa thì có thể sử dụng những cái công nghệ mới ví dụ như là sử dụng những cái uh, thiết bị phần cứng nó gọi là Uh, bảo mật không mật khẩu. Đấy, nó gọi là passwordless đấy. Thì những cái thiết bị này nó sẽ xác thực bằng vật lý để đảm bảo được rằng là, là cái người này là chính họ tại ừ, vì ừ. cái thiết bị đang nằm bên đó Thì cái đó nó phải cần có sự đầu tư, một chút chi phí. Nhưng mà đối với người bình thường bình thường đấy, một cái người mà 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 tầm bình uh, không, không không có nhu cầu bảo mật cao mấy thì em thấy là chỉ cần bảo mật hai bước Thông qua ứng dụng bên thứ ba là ok rồi Nó là một cái câu chuyện em vừa kể thời gian từ câu chuyện của cá nhân Đến cái uh, cái ý tưởng tại sao sinh ra một Cái chống lừa đảo cộng đồng Rồi là các cái công việc và các cái hành động trong tương lai Anh cũng rất là tò mò là Trong cái cộng đồng của em thì sẽ có rất là nhiều người này người kia dạ. Ví dụ như kiểu là đối với cả Việt Nam Innovator thì ừ. Theo em thì em tư vấn là Việt Nam Innovator nên gặp ai để có thể là Là bạn của em, là trong network của em ừ. Nên gặp ai để trao đổi để có thể lại cũng mang kiến thức Kiểu như này để, để chia sẻ những anh em ở trong uh, nhóm chống lừa đảo đấy là cũng rất là nhiều bạn rất là tâm huyết cho cộng đồng. Ừ. Ví dụ như anh có thể liên hệ với bạn Nguyễn Hưng, chuyên gia an ninh mạng về phòng thủ của bên Vietnix ừ. VN. Hoặc là bạn Mạnh Lục, bạn Mạnh Lục cũng là một chuyên gia an ninh mạng rất là rất là nổi. Bạn cũng từng là nhân viên của Microsoft. Ừ. thì bạn sẽ có thể là sẽ có những cái hướng chia sẻ khác nhau hơn ừ. để, để mà mọi người có thể biết thêm về đặc biệt là về chống lừa đảo này và biết thêm về những cái um, hoạt động về an ninh mạng, chỉ không nhận ừ. mạng như thế nào theo từ cái khía cạnh khác nhau. Yeah. Ừ. rất cảm ơn em về dạ. cái recommendation. còn về cuối cùng câu hỏi cuối cùng là ví dụ như kiểu là với cái hiểu biết của em Vietcetera có thể hỗ trợ được anh em chống lừa đảo bằng cách nào? về mặt truyền thông này để mọi người có thể biết thêm về cái dự án chống lừa đảo Và hy vọng rằng là ví dụ như là có thể là sẽ hỗ trợ um, tư vấn về mặt marketing Hay là tạo ra những cái nội dung content video sao cho nó dễ hiểu và nó thu hút ừ. Như tụi em thì rất là yếu về mảng marketing Anh em làm kỹ thuật không <laughs> không có rành về marketing Thành ra khi làm những cái video đăng lên TikTok đấy ừ. Nó buồn cười lắm Mà em coi thì em cũng buồn cười thật thành ra là đôi khi cái kênh nó cũng chả phát triển thành thành là ừ. tụi tụi em thì cũng nản không có biết cách làm sao để mình truyền đạt đúng đấy ừ, ừ. em thì cũng có ý để mà làm ví dụ như là có thể là phỏng vấn các nạn nhân này ừ. cái đó chưa ai à làm mà nạn nhân của trong lừa đảo thì rất là nhiều ừ. mình có thể liên hệ ngay vào luôn và kính thưa các loại lừa đảo khác nhau và ừ, ừ. từng tập có thể chia sẻ từng cái nội dung lừa đảo khác nhau mà phỏng vấn trực tiếp nạn nhân thì tất nhiên có thể là mình phỏng vấn bằng cách là 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 um, là mờ cái mặt của họ lại ừ, hay là ẩn ừ. danh tính của họ là loại vậy nhưng mà nó sẽ mang tính thực tế hơn hơn là mình đi dẫn tin hoặc là mình, hơn là mình đi uh, copy những cái nội dung từ những cái trang thông tin khác Đúng đấy rồi. Ừ, đây là mình em cũng có cố ý những các bạn như vậy nhưng mà các bạn lại không có thứ nhất đó, là các bạn lại không có kinh nghiệm <laughs> không có kinh nghiệm để mà dẫn dắt câu chuyện này hay không có kinh nghiệm để mà làm nó sao nó làm cách bài bản ừ. và nó là một cái những cái vấn đề nhức nhối mà em cũng đang rất là đau đầu, đầu. Ừ, muốn phát triển kênh youtube tiktok facebook ừ. và tiktok bây giờ rất là nhiều tiếp cận được rất là nhiều người nói chung là rất là nhiều lứa tuổi khác nhau từ 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 từ, từ trẻ cho tới lớn tuổi ừ. tại vì bây giờ thời bây giờ thì họ rất là bận rộn không có thời gian để mà đọc Ừ, đúng rồi ừ. họ có thời gian để mà coi hơn ví dụ như coi một cái clip có thể là 30 giây hoặc một phút xong hiểu được vấn đề đúng ok rồi. đây được đại như thế này các bạn chống ra sao giải pháp như thế nào liên hệ với những ai đấy đơn giản vậy thôi ừ. nhưng mà tới này vô tụi em không làm được <cười> <cười> mặc dù là, là danh sách này nhân thì nó cứ dày nó cứ càng ngày nó càng dài 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 dài, dài ra thực ra là rất là hy vọng là một trong những có thể là khán giả Vietnam, Vietnam Innovator và Vietcetera cũng sẽ cảm thấy hứng thú và có yeah. thể là nhảy vào cộng đồng và hỗ trợ anh em làm việc đó. Yeah, rất là cảm ơn Hiếu đã dành thời gian cũng bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để chia sẻ với anh em về câu chuyện của chống nước đào và rất là mong là sẽ cộng đồng sẽ càng ngày càng lớn và bền vững. cảm yeah. ơn Hiếu. Dạ yeah, em cảm ơn anh rất là nhiều cảm ơn Vietnam Innovator rất là nhiều. Yeah. office house marries german quality with functional design resulting in a future-proof concept blending sustainability, passion and international standards. inspired by bauhaus design and the minimalist office house it is the modern-day answer to a burgeoning city's and gen z's needs. a modern, efficient, inspirational space that helps attract and retain sharp workforces while increasing productivity and efficiency thereby reducing operational expenses. office house, the perfect solution for your modern office needs.